Mẹ ơi, mẹ vào vệ sinh rồi ra ăn sáng ạ. Sao đấy? Chuyện gì ấy? Vào đây. Sao? Em bảo này, đợt này em thấy mẹ mình lạ lắm, cứ như là người khác ấy. Mà lúc nãy em còn thấy mẹ cứ ngồi lẩm bẩm cái gì cơ. Này, trước giờ mẹ có thế đâu nhỉ? Đợt này em cũng thấy mẹ làm sao ấy. Mẹ đi mấy tuần liền rồi mới về, chả hiểu đi đâu nữa. Công việc công ty thì đang bận, mà mẹ cứ bỏ bê. Mà em hỏi mãi nhưng mà mẹ nhất định không chịu nói. Khi nào do áp lực công việc quá nên mẹ bị tẩu hỏa nhập ma không? Em bị hầm. Tẩu hỏa nhập ma? Không, mà em xem phim trưởng nhiều quá nên em suy nghĩ linh tinh ấy. Anh này, anh còn đang tẩu hỏa nhập ma đây này. Công ty thì đang loạn hết cả lên, mẹ cứ thay đổi hết cái này đến cái khác. Cổ phiếu công ty còn đang giảm mà mẹ còn đang đòi rút 3 tỷ của công ty đây này. Cái gì cơ? 3 tỷ á? Ừ. Mà anh đã hỏi mẹ cái vụ vợ chồng mình định nhắm một căn biệt thự ở khu đô thị kế bên chưa? Thì mẹ mới vừa về, anh làm gì có thời gian mà anh hỏi. Giời ơi nữa. Tí nữa anh phải hỏi luôn đi, chứ nếu không để mẹ mang tiền đi giải ngân hết, lúc đấy thì nguy đấy. Ừ, rồi, anh biết rồi, để lại anh hỏi cho. Nhớ đấy. À, mẹ, mẹ vào ăn sáng ạ. Mẹ ăn sáng đi ạ. Ừ, rồi. Con mời mẹ. Ừ, mẹ xin. Mẹ ăn xúc xích vào đi. Các con ăn đi. Mẹ chỉ ăn một miếng bánh mì này là mẹ đủ ngang bụng rồi. Còn mấy cái thứ này ấy, thì vợ chồng con ăn đi. Vì dạo này mẹ ăn chay. Sao tự dưng mẹ lại ăn chay ạ? Mẹ phải ăn uống đầy đủ vào thì mới đảm bảo sức khỏe được chứ ạ. À, mẹ già rồi, ăn nhiều chất quá không tốt cho sức khỏe đâu con ạ. Ăn đi. À, mẹ này, vợ chồng con ấy đang tính mượn mẹ 1 tỷ để đặt cọc căn nhà được không ạ? Ơ hay nhỉ. Sao đang yên đang lành sao tự nhiên lại đòi mua nhà là thế nào? À, vợ chồng con đang nhắm một căn biệt thự ở khu đô thị kế bên này. Giá của nó rơi vào tầm 5 tỷ. Ở đấy lại tiện nghi, sạch sẽ, không khí lại trong lành. Mẹ tiện qua đấy nghỉ ngơi thư giãn luôn ạ. Ôi dào, mẹ ở đây là được rồi, mẹ có cần gì đâu. Ở đây là quá tốt, nhà cửa như thế này còn gì. Ở ngoài kia kìa, còn bao nhiêu người chưa có cái nhà chung cư để mà ở ấy con ạ. Mẹ, vợ chồng con đã tính cả rồi. Dù gì đi nữa thì mẹ cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, cũng phải có cái cơ ngơi khang trang to đẹp. Như thế thì nó mới xứng đáng với địa vị của mẹ. Mẹ cũng không cần phải khẳng định bản thân hay là vị thế cái gì hết ấy. Mà nếu mà các con thuận tình với nhau ấy thì cứ tự động dọn ra ở riêng. Kìa mẹ, mẹ đã vất vả làm việc bao nhiêu năm rồi thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ ạ. Mà mẹ chuyển qua đấy tiện nghi hơn, như thế không tốt hơn hay sao ạ? Chồng con nói đúng đấy mẹ ạ. Nếu mà mình có điều kiện ở một nơi tử tế, đàng hoàng hơn thì tội gì mà mình không cân nhắc tới ạ. Với cả lần này mẹ mà giúp chúng con thì chúng con cũng đỡ được phần nào đấy ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Mẹ nói thế này này, mẹ ở đây mẹ còn phải hương khói cho tổ tiên. Bây giờ các con có gia đình riêng rồi, các con cứ tự lo liệu dọn ra ở riêng. Mà các con không cần phải tốn công mua nhà mua cửa cho mẹ đâu. Anh Lâm nói gì đi. Kìa mẹ, mẹ nói như thế sao được ạ? Sao bọn con để mẹ lại một mình được ạ? Nếu mà mẹ chưa muốn chuyển qua đấy thì mẹ có thể cho bọn con mượn tiền, bọn con đặt cọc nhà, rồi sau đấy mẹ chuyển qua sau cũng được. Ôi giời, mẹ đã nói rồi, là mẹ già rồi, mẹ chỉ cần ở đây là đã quá tốt rồi. Bây giờ các con có gia đình riêng, các con tự quyết định, tự lo liệu, ra ở riêng, mẹ không hề cấm. Còn có chết, mẹ cũng vẫn ở đây, mẹ không đi đâu hết. Kìa mẹ. Mẹ.
Trời ơi, lần nào cũng như lần nào, cứ hễ nhắc đến tiền nong là mẹ anh lại sồn sồn lên như thế. Cha già làm sao nữa. Mà này, anh nhất định phải điều tra rõ cho em cái vụ 3 tỷ của mẹ đấy nhá. Nhớ đấy. Sao? Thế nào rồi anh? Anh thật không thể chịu được. Em có biết 3 tỷ mẹ làm gì không? Hả? Làm gì? Mẹ mua nhà riêng đấy. Trong khi vợ chồng mình mượn mẹ 1 tỷ để đặt cọc nhà mẹ không cho. Chả hiểu mẹ suy nghĩ cái gì nữa. Cái gì cơ? 3 tỷ để mua nhà riêng á? Ừ. Mà thôi, anh cứ bình tĩnh đi. Chuyện gì cũng có lý do của nó. Chắc là mẹ có gì khó nói đấy. Em bảo anh bình tĩnh thế nào được? Hả? Mẹ có mỗi một mình anh là con trai thôi. Mẹ mua nhà riêng để làm gì nhở? Hay là mẹ có con riêng? Không, con riêng con riết cái gì. Em không nghĩ thế đâu. Nhưng mà em lại nghĩ khác cơ. Này, anh Lâm, dạo gần đây em thấy tâm hồn mẹ cứ lơ lửng trên mây. Nói chuyện nhiều lúc thì cứ ngây người ra, chả tập trung gì cả. Em e là... Em sao? Ý em là gì? Có khi nào mẹ mình mắc chứng rối loạn tâm thần ở người già không? Em bị hầm. Mẹ mới ngoài 50, làm sao mắc chứng đấy được? Mẹ vẫn còn minh mẫn lắm. Không, nhưng mà... Em nhớ trước đây em đã đọc trên mạng, người ta nói biểu hiện y như mẹ mình mà. Không tin, em tìm cho anh xem. Đây này, anh nhìn đi. Tính tình thay đổi, hay cáu gắt, ăn uống sinh hoạt thì bất thường, miệng lại hay lẩm bẩm, thích ở một mình, dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, nghiêm trọng hơn lại còn có thể bỏ nhà đi bụi, và nhất là không thể kiểm soát được hành động của mình. Đấy, thấy chưa? Nếu mà đúng như em nói thì mẹ mắc bệnh tâm thần thật à? Cái này em cũng chưa biết chắc chắn đâu. Nhưng mà xem ra là mẹ có biểu hiện của bệnh đấy đấy. Những triệu chứng này tuy chưa đưa đến kết luận cụ thể, nhưng mà mình cũng nên chữa trị sớm. Chứ nếu không, để về lâu về dài á, là mẹ sinh ra tâm thần hoang tưởng, lúc đấy còn nguy hiểm hơn đấy, biết không? Thế thì không được. Anh phải đưa mẹ đi bệnh viện mới được. Mẹ nhỡ may bị tâm thần thật ấy, thì làm sao xác định được giấy tờ đất cho mình hả? Em có quen bác sĩ chuyên khoa thần kinh trung ương, giỏi lắm. Hay là mình lừa cho mẹ đến đấy khám đi. Chứ bây giờ tâm thần mẹ không ổn định thế này, thuyết phục mẹ chắc chắn mẹ sẽ không nghe đâu. Bà, tôi khổ tâm lắm bà ơi. Đấy, chúng nó có hỏi han gì đến tôi đâu, mà chúng nó chỉ để ý đến tiền của nhà cửa, chúng nó chỉ sợ chia cho người khác thôi. Thôi, bà đừng có suy nghĩ làm gì nhiều. Cũng vì bà không chịu tâm sự với chúng nó nên chúng nó suy đoán linh tinh vậy thôi. Đời thừa nhà ai, chính con mình mà lại bảo mẹ mình bị điên nữa cơ chứ. May mà tôi trốn sang đây, chứ không khéo thì nó đưa tôi vào trại thương điên rồi cũng nên đi. Con cái hiểu lầm cha mẹ cũng là chuyện đương nhiên mà. Rồi sau này chúng nó sẽ rất tự hào khi biết được những việc mà bà đã làm. Bà nghe tôi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, lại ảnh hưởng sức khỏe nhé. Vào được không? Mời cô cậu vào.
là vợ chồng thằng Lâm đến đấy bà. Thế à? Chắc là nó biết tôi ở đây. Thôi, để tôi trốn vào trong mà nhá. Vâng, bà cứ đi vào bên trong đi. Vâng. Để mọi việc ở đây tôi lo. Hai đứa ngồi uống nước đi. Không cứ nước nồi gì cho mất thời gian. Tôi chỉ hỏi bà một câu ấy, bà đang giấu mẹ tôi ở đâu? Cậu ăn nói cái kiểu gì đấy? Mẹ cậu chứ có phải là đồ vật đâu, làm sao mà tôi giấu bà ấy được? Thôi đi, bà đừng có mà cáo giả nai. Bà làm như bọn tôi là trẻ con không bằng mà bà định qua mặt. Bà nhân lúc mẹ tôi không minh mẫn, bà lừa mẹ tôi mua nhà, rồi đứng tên bà chứ gì? Đây này, đây này, đây, bà xem. Đây là giấy tờ bọn tôi mất tiền từ bọn cò đất để moi thông tin đấy nhá. Cái căn nhà này trị giá 3 tỷ đồng là do mẹ tôi mua, nhưng mà tại sao lại đứng tên bà hả? À, kể ra là bà già rồi mà da mặt bà vẫn dày nhá. Tôi ít nhất cũng gần ngang bằng tuổi mẹ của cậu đấy, nên cậu ăn nói đừng có hỗn hào quá. Tôi không làm điều gì khuất tất mà phải hổ thẹn với lòng mình cả. Trời, không nói nữa, tôi chỉ hỏi bà một câu ấy, bà cho mẹ tôi ăn bùa mê thuốc uống hả, mà mẹ tôi lại bị mắc lừa bà. Nhưng bà nên nhớ nhá, tôi mới là con của mẹ tôi, còn bà chỉ là người dưng nước lã thôi. Phải đấy, bà khôn hồn thì làm giấy chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà đó cho chồng tôi đi. Nếu không, bà sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự vì tội chiếm đoạt tài sản của người khác đấy. Tôi không được gì phải lo sợ trước lời đe dọa của cô cậu. Cái việc mà tôi được đứng tên ngôi nhà là có sự ủy quyền của mẹ cậu. À, bây giờ bà lại còn lôi mẹ chồng tôi ra làm bình phong nữa à? Này, tôi nói cho bà biết nhá, mẹ chồng tôi bây giờ đang mắc bệnh lý về thần kinh. Bà đã mắc cái tội chiếm đoạt tài sản của người khác rồi, bây giờ lại thêm cái tội lừa đảo người có vướng mắc về nhận thức như thế. Tội của bà không nhẹ đâu. Này, thôi hai cái đứa này, chúng mày có im cái giọng chợ búa đi không hả? Tao không ngờ lại có những cái đứa con mắc dịch như thế này. Mẹ, mẹ đang có vấn đề về thần kinh. Cái chuyện này ấy, mẹ cứ để hai vợ chồng con giải quyết. Đúng rồi đấy mẹ, chúng con cũng đã biết rồi. Mẹ ơi, mẹ không phải giấu giếm bệnh tình của mình làm gì nữa đâu. Vợ chồng con thu xếp cả rồi, chúng con sẽ cố gắng tìm những bác sĩ chuyên khoa đầu ngành để chữa trị khỏi bệnh cho mẹ. Mẹ cứ yên tâm. Đúng đấy mẹ ạ, mẹ phải tin bọn con. Bọn con mới là con ruột của mẹ. Mẹ đừng để người ngoài lợi dụng, thừa nước đục thả câu. Thà tao để cho người ngoài lợi dụng còn hơn là để cho chính con mình coi thường. Ơ kìa mẹ, mẹ đừng có xúc động quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Con biết là những người mà bị bệnh thì người ta khó mà chấp nhận được cái tình trạng bệnh tật của mình. Nhưng mà mẹ yên tâm nhá, có vợ chồng con ở đây rồi, chúng con sẽ cùng với mẹ cố gắng để vượt qua cái sự khó khăn này. Đúng rồi mẹ ạ. Thà tao bị tâm thần luôn đi, còn hơn là phải chứng kiến cái cảnh chúng mày vì tiền mà trở thành những con người ác độc thế này. Ôi kìa, mẹ. Ôi, mẹ làm sao vậy ạ? Mau lấy nước cho bà đi. Mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ uống chút nước đi ạ. Bà uống nước đi nè. Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Bà thấy sao hả? Thôi bà ạ, trước sau gì cũng phải cho chúng nó biết chuyện thôi, chứ để chúng nó nghi ngờ rồi suy đoán linh tinh như thế này bà lại thêm khổ tâm ra. Bà nói cái gì? Biết chuyện gì hả? Mẹ tôi bị làm sao? Lâm, mẹ cậu bị ung thư gan giai đoạn cuối, bà ấy không còn sống được bao lâu nữa. Không thể nào. Bà nói dối, không thể có chuyện ấy được. Tôi không nói dối, lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi nói ra những điều thất đức như vậy. Không, mẹ, tại sao mẹ lại giấu con hả mẹ? Tại sao mẹ lại giấu con hả mẹ? Bà ấy yêu cầu tôi phải giấu kín chuyện này, không muốn để cho cô cậu phải đau lòng. Khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, bà ấy đã tham gia các khóa tu luyện, rồi làm những việc thiện nguyện
để góp ích cho đời. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại đến nông nỗi này hả chị? Tại sao mẹ mắc bệnh mà mẹ không nói gì với bọn con? Tại sao mẹ lại phải một mình chữa bệnh như thế này? Sao mẹ lại phải chịu khổ như thế này hả mẹ? Mẹ của cô cậu là người rất nhân hậu. Ngôi nhà 3 tỷ ấy là bà ấy đã mua để dành cho những người bị bệnh hiểm nghèo và những người già không có nơi nương tựa để cùng sống đấy. Mẹ, lẽ ra mẹ không định nói chuyện này đâu. Nhưng mà mẹ biết mẹ cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Để mẹ ra đi thanh thản, để cho các con đỡ phải suy nghĩ. Nhưng mà sao các con lại? Con xin lỗi, là do bọn con vô tâm. Bọn con không biết. Con sai rồi mẹ ơi. Con sai rồi mẹ ơi. Thôi bà ạ, dù sao chúng nó cũng là con của bà, không thể ghét bỏ chúng nó được. Chúng nó sai ở đâu thì mình sửa ở đấy. Các con, Bà ấy chính là người chăm sóc mẹ và giấu bệnh cho mẹ. Nhưng mà mẹ không ngờ bây giờ hai đứa chúng mày, sao chúng mày lại làm những điều như thế này cơ chứ? Ôi, con thay mặt vợ con xin lỗi cô vì đã có những từ ngữ xúc phạm cô. Cô tha lỗi cho bọn con. Cô nhá. Cậu ơi, chúng cháu còn trẻ người non dạ, chúng cháu chưa suy nghĩ thấu đáo nên mới có những hành động như vậy. Cô bỏ qua cho vợ chồng cháu cô nhá. Thôi, làm sao mà cô trách các cháu được. Cũng vì lo cho mẹ, lo cho gia đình nên các cháu mới như vậy. Dù gì bây giờ các cháu cũng đã biết hết mọi chuyện rồi. Hai đứa cố gắng động viên và chăm sóc cho mẹ thật tốt nhé. Đây, mẹ với chị vào đây. Đây, vào đây. Con để vali ở đây nhé. Con chào mẹ, em chào chị ạ. Đây, vào đây ạ. Vào xuống đây. Từ từ thôi em. Ừ. Sắp tới chị phải đi công tác xa 2 tháng. Hôm nay chị đưa mẹ sang đây nhờ cậu Mậu chăm sóc mẹ giúp chị. Bọn em bận lắm. Chị nhiều tiền thế, sao không thấy giúp việc ý? Mắt mẹ thế này thấy giúp việc chị không yên tâm. Dù sao con cái cho mẹ thì vẫn hơn chứ. Biết là thế nhưng mà đây, chị đưa cái thẻ này, cậu Mậu cầm rút tiền vào chăm mẹ. Nếu mà thiếu thì cứ nhắn chị sẽ gửi thêm. Chuyện tiền nong thì không phải lo đâu. Thế thì chị cứ yên tâm, chị cứ để hai vợ chồng em chăm lo cho mẹ nhá. Mẹ ơi, sắp tới con phải đi công tác xa. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Nếu mà mẹ thiếu gì, mẹ muốn ăn cái gì, mẹ cứ bảo vợ chồng cậu Lâm. Có vợ chồng cậu Lâm ở đây rồi thì mẹ cứ yên tâm. Khi nào con về, con sẽ sang con đón mẹ. Con đi công tác, nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho điều độ vào nhá. Con nhớ rồi. Mọi chuyện ở nhà chăm sự nhờ hai cậu Mợ đấy. Vâng ạ, chị yên tâm ạ. Thôi, con phải đi đây mẹ ạ. Chị đi cậu Mợ nhá. Vâng. Thế hả chị? Để em tiễn chị ra bên ngoài nhá.
đây. Này. Ui giời ơi, biết ngay mà. Mẹ xin lỗi. Ngâm. Sao đây có chuyện gì đấy? Nhìn thế này, vừa đến được 3 phút nó bày vừa cả ra rồi. Chủ giờ như thế này, làm được gì đâu. Buồn nợ. Thôi, mẹ cứ sồn sồn lên làm gì. Để anh đưa mẹ vào trong phòng. Mẹ, vào trong phòng. Cẩn thận bãi nước đi. Rồi, lên vào trong đây. Ôi, này, em gà lắm, chả biết cái gì cả. Gì? Mẹ là cây tiền ấy, đừng có đuổi bà ấy đi. Cây tiền cái gì? Là sao? Đầu óc em chỉ có thế thôi. Đây nhá, anh phân tích cho nhá. Ngồi tử tế đã. Đấy, anh phân tích cho nhá. Như này, bà Thu ấy, bà có thiếu gì tiền đâu, đúng không? Ừ. Bây giờ nhá, mình chỉ cần bảo bà là mỗi tuần bà gửi tiền về cho mẹ. Mẹ có ăn được mấy đâu, phần chính là mình. Xong mình lấy tiền đấy mình đi shopping mua sắm. Đúng không nào? Thì anh nói thì cũng thấy đúng. Em đúng là chả suy nghĩ cái gì. Thế nên anh mới niềm nở chứ. À này, Châu. Gì? Em có cách này để chúng mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa đấy. Cái gì? Sáng nào em đi chợ cũng thấy có một cái ông ăn xin ở đầu chợ ấy, xin được nhiều tiền cực. Ông này á chỉ hơi gầy một xíu thôi, tay chân vẫn còn đầy đủ. Thế mà người ta cho bao nhiêu ấy. Mẹ anh đã già rồi, còn bị mù nữa. Nếu mà đi ăn xin, chắc chắn là người ta sẽ bố thí cho cực kỳ nhiều tiền. Ý em là sao? Sao em nói rõ như thế rồi. Bảo mẹ anh đi ăn xin đấy. Mày hâm à? Đâu được. Làm sao mà không được. Bây giờ nhá, ngồi im một chỗ người ta vác tiền đến cho. Vất vả cái gì đâu mà không được. Nhưng mà anh cứ thấy thế nào? Thế nào cái gì? Không tranh thủ đợt này kiếm chắc á, bao giờ vợ chồng mình mới ngóc đầu lên được. Bạn bè nó mua nhà mua cửa, tậu xe ầm ầm ấy, anh thấy xấu hổ à? Bây giờ đàn ông ra ngoài đường phải có tiền người ta mới nể chứ. Nhưng mà nhỡ bà Thu bà biết được thì sao? Làm sao mà biết được. Bà đi công tác tít bên Mỹ mà, với cả cũng chỉ đi 2 tháng thôi, cho nên vợ chồng mình phải nhanh lên. Bây giờ ấy, chỉ cần bịt miệng mẹ anh thôi. Thế làm thế nào bây giờ? Anh không phải lo, cái đấy thì cứ để em. Phải lo. Mẹ ơi, mẹ uống nước đi ạ. Đây mẹ này. Mẹ xin. Mẹ ạ, nhà vợ chồng con ấy khó khăn lắm, chứ không khá giả được như nhà chị Thu đâu. Mà bây giờ mẹ ở với bọn con cũng không muốn xin tiền chị Thu mãi như thế nữa. Nhưng mà mẹ biết đấy, bây giờ ấy muốn có cái bỏ vào mồm thì ai cũng phải làm mẹ ạ. Mẹ cũng muốn giúp các con lắm ấy. Nhưng mà bây giờ mắt mẹ mù dở như thế này rồi, còn làm ăn gì được nữa. Mẹ yên tâm, cái đấy mẹ không phải lo đâu ạ. Bây giờ á, nhiều nghề mẹ làm được lắm. Con thấy ấy, đi xin bây giờ kiếm được nhiều phết mẹ ạ. Cái đấy mẹ làm được đúng không mẹ? Ăn xin á? Vâng. Nhà mình đến nỗi nào mà phải đi ăn xin. Mẹ ơi, con nói cho mẹ nghe nhá, con nói thật là nhà con nợ nhiều lắm. Hai vợ chồng con cố lắm rồi nhưng mà không đi đến đâu cả. Mẹ bảo bây giờ bọn con phải làm sao. Xin tiền chị Thu ấy, bây giờ chị còn không gửi cho, chỉ biết trông chờ vào mẹ thôi. Bây giờ mẹ mà không làm việc ấy thì ai làm? Hay là còn mảnh đất ở quê đấy, mẹ bán đi cho bọn con trả nợ đi. Mảnh đất ở quê á? Đúng. Làm sao mà bán được. Mẹ đã bán cho con một mảnh rồi, còn mảnh này phải để hương hỏa cho tổ tiên chứ. Bán đi thì phải tội chết. Không được đâu. Con nghe mẹ, đừng có cờ bạc nữa, là không có nợ nần gì hết. Con đã bảo với mẹ bao nhiêu lần là con bỏ cờ bạc rồi, mẹ có tin đâu. Bây giờ mà mẹ không làm thế, mẹ muốn con chết đi phải không? Hả? Mẹ lúc nào cũng chỉ chị Thu. Bởi vì chị ấy lắm tiền cho mẹ thương cái gì. Còn con thì mẹ không thương đúng không? Nhưng mà mẹ ơi, con đây này, thằng con trai duy nhất của mẹ đây này.
Không phải thế đâu, đứa nào mẹ cũng thương chứ. Thế... thôi được rồi, để mẹ đi làm, chứ có mảnh đất thì nhất định không bao giờ bán được. Thôi mẹ đi làm. Vâng ạ, thế thì mẹ chờ con một lát nhá. Giờ mẹ phải đi làm đi, để cho ổn định kinh tế. Bọn con giờ con nói thật, bọn con cũng nghèo lắm, không còn tiền nữa đâu cả. Hiểu không? Đây này, mẹ đi làm. Con chuẩn bị cho mẹ bộ này này, mặc hợp lắm. Đây nhá mẹ nhá. Đấy, dài tay, ra ngoài đường yên tâm là không sợ bị nắng đâu. Với cả, đây đây, anh. Cầm thử nó xem nào, xem nó có ra dáng không nào. Được, cái này à? Được, được đấy. Thôi được rồi, thế đi anh đưa mẹ đi đi nhá. À, em bảo này, nhớ đi qua ấy, đi qua đâu đấy thì nhớ mua cho mẹ cái gì ăn sáng nhá. Không thì mẹ đói đấy. Em biết rồi. Đây, đi mẹ. Đây đây. Nào để con cầm cho. Đây, mẹ đi ra đây. Đây, chỗ này được này. Đây, đứng đây, đứng đây. Đây, cầm cái mũ này vào để xin tiền nghe chưa. Mẹ nhớ là phải tỏ vẻ ra đáng thương vào thì người ta mới cho tiền. Mẹ biết rồi. Nếu người ta có hỏi vì sao ở đây ấy, thì mẹ phải bảo là mẹ bị bệnh nặng, nếu không có tiền thì sẽ chết. Người ta hỏi con cái đâu thì mẹ phải nói là con cái thấy bệnh nặng quá nên bỏ đi hết rồi, nghe chưa. Ở yên đây tối hôm qua đón. À đây, đồ ăn đây. Đồ ăn cả ngày đấy. Nhớ phải ăn cho tiết kiệm thôi. Còn nói thật là vợ chồng con cũng chẳng có mà nhiều đâu nhá. Ngồi yên đây tối con qua ăn đón. Đừng khinh nhá, bố đầy tiền, đợi đấy bố mới đến. Rồi, hôm nay không thắng tao không về. Ờ, được rồi. Này, dậy ngay, mới kiếm được vài cái đồng bạc ngày đã ngủ ngon lành rồi. Hương à, mẹ mệt quá, con đưa mẹ về nhà được không? Tối mai mẹ lấy ra. Bà nghe hay nhở, vớ va vớ vẩn, mới kiếm được có vài đồng đã đòi chả hỏi. Tôi ra đây ấy, để kiểm tra bà xem như thế nào thôi, tôi biết ngay bà lại lười rồi mà, chứ phải ra đón bà đâu. Kiếm tiền vào. Ôi, tích cực xin tiền vào, khóc lóc rên rỉ kể để lăn lê bò toài các thứ ra người ta mới cho, người ta cho nhiều, cho vài cái đồng như này nè. Mẹ biết rồi. Biết cái gì, bà mà không làm ấy thằng con trai của bà bị sao đen cắt cổ đấy, bà biết chưa. Tối nay về mà không đủ chỉ tiêu ấy thì không có cái gì bỏ vào mỏ đâu. Mà tôi nói trước đấy, bà mà bép xép gì về con mụ Thu ấy là bà mất thằng con trai đấy. Mẹ biết rồi. K-
kiếm tiền cho con trai bà, chứ kiếm cho người ngoài đâu mà. Tích cực vào nhá. Tôi đi về đây. Alo. Ừ, chị đây. Chị bảo này, mang đồ đạc về nhà cho chị trước nhá. Chị có việc phải ra ngoài, lát nữa chị quay về. Ừ, thế nhá. Chúng nó cũng không ra nữa. Cô ơi, cô có làm sao không cô? Tôi không sao. Ôi, mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại ngồi ở đây thế này? Mẹ ơi, Thu con à? Đây Thu. Vâng, à? Con là Thu đây. Có đúng Thu không? Con đã về rồi à? Mẹ ơi, sao mẹ lại ngồi ở đây? Sao mẹ lại đi ăn xin thế này ạ? À? Vợ chồng Tăng Lâm đâu rồi mẹ? Không, là mẹ chỉ muốn giúp chúng nó một chút thôi mà con. Sao đâu, mẹ không sao đâu. Nhưng mà chúng nó có túng thiếu gì đâu cơ chứ. Con mới đưa tiền cho chúng nó cơ mà. Mà tuần nào con chả gửi thêm tiền về. Làm sao mà chúng nó túng thiếu được? Mẹ. Là do mẹ đấy. Con đừng trách em. Mẹ lại bao che cho chúng nó phải không? Chắc là vợ chồng chúng nó lại bắt mẹ ra đường ăn xin đúng không? Tại sao chúng nó có thể làm như thế được cơ chứ? Con sẽ cho chúng nó một trận. Không sao đâu. Con đừng trách em. Dù sao nó cũng là em ruột của con mà. Lỗi ở mẹ thôi. Mẹ ơi, mẹ muốn giúp chúng nó mà. Còn về là tốt rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con về muộn làm cho mẹ phải chịu khổ rồi. Không sao đâu. Không sao con ạ. Nhưng mà con không thể chịu được. Chúng nó nỡ đối xử với mẹ như thế. Con sẽ không cho chúng nó yên đâu. Để con đưa mẹ về. Mình đứng dậy về đi mẹ. Mẹ đi cẩn thận. Trước đi. Mẹ nói là bị cướp nên người ta đưa mẹ về nhá. Lâm. Lâm ơi. Mẹ. Mẹ với. Mẹ về đây kiểu gì ấy? Ai đưa mẹ về đấy? Hả? Mẹ bị cướp hết rồi. Thì là đưa mẹ về. Ôi giời ạ. Bị cướp á? Mẹ đã không kiếm được tiền ở cái nhà này rồi. Bây giờ để người ta cướp mất cái bố kiếm ăn á. Thế thì từ mai tao rửa tay tao xin tiền đi. Mẹ xin lỗi. Anh dạy mẹ nhỉ? Chị. Cẩu khốn à. Mày vừa làm gì mẹ tao đấy hả? Sao chị về đây? Mọi chuyện không như chị nhìn thấy đâu. Để em giải thích đã. Còn cả mày nữa, đồ bất hiếu. Mày có định giải thích gì nữa? Tao đã nghe thấy hết tất cả rồi. Chúng mày nhân lúc tao không có nhà, bắt mẹ ra ngoài làm ăn xin để tranh thủ kiếm chắc. Đã vậy còn hành hạ, đánh đập mẹ. Chúng mày còn là người nữa không? Mẹ để cho mày đi làm à? Em đã bảo chị nghe em giải thích đã. Là do mẹ muốn như thế chứ. Mẹ bảo mẹ muốn đi làm, nhưng cho mẹ đi làm. Vợ chồng bọn em chả liên quan gì cả. Mày im đi.
nhiệt tôi giả nợ đi. Là do tôi tung quá cho nên tôi mới bắt mẹ làm như thế đấy. Mày thì lúc nào cũng tiền, tiền và tiền. Tao cho mày bao nhiêu thì chưa đủ hay sao? Bây giờ mày tự ra đường kiếm tiền là giả nợ đi. Không thì để cho bọn giang hồ nó xử lý mày. Tao không liên quan nữa. Mẹ nghe thấy chị nói chưa? Chị là chị chỉ muốn giết con thôi. Mẹ cứu con đi. Tất cả mọi thứ cho mày. Bây giờ là lúc mẹ hưởng phúc, chứ không phải để lo cho mày nữa. Loại tắc hiếu à? Thế thì tôi hỏi chị nhá, mẹ đã lo được cho tôi ngày nào chưa hả? Hay là mẹ chỉ biết lo cho chị thôi, một mình chị thôi hả? Tắc hiếu. Mày có biết vì sao mà mắt mẹ mù không? Nói cho mày biết, hồi bé lúc mày bị tai nạn hỏng cả hai mắt, để cho mày có thể nhìn thấy cuộc đời này, mẹ đã hy sinh tất cả, mẹ đã cho mày đôi mắt của mẹ đấy, mày biết không? Mẹ là mẹ đã hiến mắt cho con sao? Sao mẹ bảo là một người lạ không biết cơ mà? Mẹ! Cả đời này, mẹ đã làm tất cả vì mày. Mà giờ, mày báo đáp mẹ bằng cách này đấy hả Lâm? Đồ bất hiếu! Mẹ tha lỗi cho con. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhá. Con sai rồi. Mẹ tránh ra. Để tao đưa mẹ về. Chúng bất hiếu như mày sẽ không bao giờ tao để cho chúng mày được gặp mẹ nữa. Từ giờ trở đi, tao sẽ không lo cho chúng mày một cái gì cả. Kêu chị. Chị ơi, bây giờ chị mà bỏ chúng em thì bọn ra hơi đêm ngồi đêm nó giết bọn em á. Chúng mày còn chân tay lạnh lắm thì tự ra đường kiếm tiền và nuôi sống bản thân đi.